hướng dẫn múa Silas đồng hồ cát cùng chúa hề Showmaker. Silas là một trong các đấu sư được yêu thích bậc nhất. Không chỉ có khả năng gây sát thương tốt, mà bộ chiêu Silas cũng cực kỳ biến ảo, giúp người chơi thêm hưng phấn. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi băng trưởng vĩnh cửu bị xóa, Silas vẫn được dùng tương đối rộng rãi trong rank. Thậm chí Showmaker mới đây đã đem Silas vào đấu trường chuyên nghiệp với màn trình diễn trên cả tuyệt vời, giúp DK có chiến thắng mở màn tại LCK mùa xuân. Trong màn trình diễn xuất sắc đấy, đường giữa DK đã dùng một trick lỏ khá thú vị, đúng với tên mà fan Việt đặt cho anh là Show Mắc Cười. Anh đã dùng đồng hồ cát Zonya và múa với Silas trong trạng thái tĩnh, trông thực sự hài hước, dù không mang lại hiệu quả gì quá đặc biệt. Cách thực hiện điệu múa vô tri của Silas khá đơn giản, khi bạn chỉ cần nhấn sử dụng kỹ năng trong thời gian đồng hồ cắt và di chuột về các hướng khác nhau, tán loạn lên là Silas sẽ quay liên tục.